Xin chào các bạn đã quay trở lại với Kisara Shop. Thì ngày hôm nay như thường lệ thì mỗi một mùa bóng đá mình đều quay trở lại với các bạn với một món đồ khá là hấp dẫn ở trên tay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một hộp sticker box và một cuốn album. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cuốn album và hộp sticker về mùa Euro 2024 được diễn ra tại Đức. Vậy thì ở trong cái hộp sticker và cái cuốn album này có gì khác lạ so với cả mọi năm mình hay unbox và review với các bạn, thì chúng ta hãy cùng đi khám phá thôi nào. Đầu tiên mình muốn review qua về cái cuốn album của chúng ta. Cuốn album của chúng ta năm nay thì mình đã có để ý thấy là chất lượng màu nó khá là ok hơn rất là nhiều. Chúng ta vẫn có một cuốn album với hình chủ đạo là chiếc cúp UEFA Euro 2024 và kèm theo là những cái logo Euro 2024 Germany. Để sticker album, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra xem nào. Ở trong này thì chúng ta sẽ có những cái hướng dẫn và những cái group bảng thi đấu cùng các nước, các quốc gia đây, đội bóng của các quốc gia đấy. Ở đây chúng ta sẽ có Germany này, Scotland, Hungary này, khá là nhiều Euro mà. Đó. Nếu như bạn nào mà muốn hỏi trong này có Argentina không thì cứ comment cho mình biết nhé. Đùa thôi, chứ ai mà hỏi có Argentina hay không thì xứng đáng cho một bạt tai luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một món đồ chính, đó chính là sticker box. Ở trong một sticker box này thì chúng ta có 15 sticker pack và tỷ lệ mở ra được một trong những cái, một cái gọi là shiny sticker là 5 sticker trên một box. Đó. Thì cái điều đặc biệt của cái mùa năm nay đó chính là chúng ta sẽ có thêm gọi là cái shiny sticker. Mình cũng chưa biết là shiny sticker nó là cái gì, thế nhưng mà được anh em giới thiệu là một trong những cái món đồ, một cái thẻ đặc biệt hơn so với những cái thẻ bình thường. Vậy chúng ta sẽ cùng mở ra nhé. Wow, khá là nhiều. Và dành cho những bạn nào mà muốn quan tâm, muốn sưu tầm những cái sticker này thì chúng ta biết là phải mua hàng ở đâu rồi đấy. Nhấn ngay vào cái đường link dưới phần mô tả nha. Thì ở đây là những cái sticker pack. Trong một cái box kia thì chúng ta sẽ có 15 pack. Và trong mỗi một cái pack này thì chúng ta sẽ gồm có 6 sticker. Và tỷ lệ mở ra cái shiny sticker là 1/3. Ok, chúng ta bây giờ sẽ mở từng pack một. Let's go. Wow, đóng gói khá là chắc chắn. Wow, này, mình đã nhìn thấy cái gì rồi này. Wow. Đầu tiên là chúng ta có cầu thủ của đội Tây Ban Nha. Vì tên cầu thủ thực sự là mình cũng không quá rảnh, cho nên là mình sẽ chỉ đọc những cái cầu thủ mà mình biết. Ví dụ như ở đây là Pepe, một cầu thủ của Bồ Đào Nha. Pepe đã từng phát biểu rằng là khi nào mà Ronaldo còn thi đấu thì tôi sẽ luôn sát cánh ở bên cạnh anh ấy. Ok. Và đây chúng ta có một cái thẻ gọi là lấp lánh đầu tiên. Đây là một cái thẻ gọi là của quốc gia Ukraine. Ok. Thì cái đặc điểm nổi bật đó chính là chúng ta sẽ có những cái phần logo lấp lánh đây. Ok, chúng ta sẽ để sang bên này. Cái phần album mình sẽ để gọn góc này nhé. Pack tiếp theo. Chúng ta không có cái shiny sticker nào cả. Thomas Polles. Đây, mình đã nhìn thấy rồi đây. Mình đã nhìn thấy cái gì lấp lánh đây rồi các bạn ạ. Nào, chúng ta cùng xem nào. Kyle Walker này. Stegen. Stegen. Và đây là gọi là cái thẻ sticker của đội bóng Bỉ. Ở đây chúng ta có người hùng chân gỗ Lukaku.
David Alaba và cuối cùng là Pickford, thủ môn của đội tuyển Anh. Khá là nhiều đấy, chúng ta có khá là nhiều cái pack này, tận 15 pack cơ, cho nên tha hồ mà bóc. Kai Havertz, Eriksen này, Livakovic, Nego và hết. Đây, chúng ta đã có một trong những cầu thủ mà đắt giá nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là Kylian Mbappe. Và nếu như mình không nhầm thì Kylian Mbappe chuẩn bị sang Real Madrid rồi. À đây, anh bảy của chúng ta. Wow, chúng ta có một cái thẻ Cristiano Ronaldo. Và chúng ta lại có thêm một thẻ nữa, đó chính là thẻ của đội bóng Hungary. Đây, mình sẽ để hết tất cả những cái shiny sticker ra đây. Tiếp theo, không có cái thẻ shiny nào cả. À đây, mình đã thấy rồi đây. Xavi Simon, Robert Lewandowski. Và đây là thẻ của Scotland. Magai, Rabiot. Griezmann này, lại là Livakovic hit. Liệu rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ trúng được bao nhiêu thẻ shiny đây? Mateo Kovacic, ok, chúng ta đã trúng được đội tuyển gọi là đăng cai năm nay, đó chính là đội tuyển Đức. Unai Simon, Kevin De Bruyne, Griezmann tiếp. Và đây là Nikola Zaleski. Pack cuối cùng, last pack magic của chúng ta, liệu xem là trong cái pack cuối cùng này chúng ta sẽ trúng được cái thẻ gì đặc biệt nhé. Mình thấy có điểm rồi đấy. Đầu tiên là Jorginho, Scott McTominay, Nicolò Barella, Guram Garcia, Anderson và cuối cùng chúng ta có John McKean hết. Ok, vậy thì với 15 pack ngày hôm nay chúng ta đã mở ra được rất là nhiều cầu thủ, các bạn có thể thấy đây, wow, rất là nhiều luôn. Và chúng ta đã mở được 5 thẻ shiny của những đội bóng bao gồm đội Đức, Scotland, Ukraine, Hungary và cuối cùng là đội bóng top 1, mình không nhớ bây giờ có phải còn là top 1 của thế giới không, đó chính là đội bóng Bỉ. Ok, và bây giờ hướng dẫn cách chơi và sưu tầm sticker album. Thì như các bạn biết, ở phần đầu video mình đã có giới thiệu qua về cái cuốn album này rồi. Ở đây chúng ta sẽ có những cái đội tuyển và chúng ta sẽ lựa theo số. Ở đây, ví dụ như đây có số 95 này. Đó, số 95 nhá, các bạn có thể tìm đến số thứ tự 95. Đây, chúng ta có Nikola Zaleski chuẩn với nhân vật này luôn. Và chúng ta sẽ bóc cái phần băng dính đằng sau này ra. Đó. Và chúng ta hãy cẩn thận nha, hãy thực sự cẩn thận dán nó vào đây. Đây, để mình như này cho các bạn nhìn rõ. Ok. Vậy là chúng ta đã xong cái việc sưu tầm và dán cái phần sticker và album.
Ok, video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như mà thấy hay, hãy cho mình một like, một subscribe. Và nếu như các bạn muốn mình ra thêm những sản phẩm về sticker album hoặc là làm thêm bất kỳ những sản phẩm về sticker nào, thì comment cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy đến Kisara để săn ngay những lá bài hiếm nhé.